Thân chào toàn thể các Exhorter, phòng truyền thông và sự kiện nội bộ công ty xin vui mừng được gửi tới các anh chị món ăn tinh thần mới nhất, bản tin Exhort in the News phiên bản truyền hình, bản tin dành riêng cho người Exhort. Và bản tin đầu tiên sang ngày thứ 6 ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. FPT mua 90% cổ phần, trở thành nhà đầu tư chiến lược của Interlinet, công ty tư vấn công nghệ hàng đầu tại Bắc Mỹ. Epsop mang Smart Factory đến diễn đàn Industry 4.0 Summit 2018. FPT Asia Pacific giới thiệu Digital Platform tại Hội nghị Thượng đỉnh về chuyển đổi số 2018. FPT Nhật Bản khai trương văn phòng thứ 7 tại Yokohama. Chào đón 50 Exhorter đầu tiên tại thành phố biển Quy Nhơn gia nhập gia đình Exhort trong tháng 7. Có thêm 9 ý tưởng sáng tạo sau một tháng phát động chiến dịch người người làm IP, nhà nhà làm IP. Exhort thành phố Hồ Chí Minh đào tạo fresher qua chương trình Quick Show. Ước tính 84% người Exhort đã tham gia viết sử ký FPT 30 năm, đạt tổng số 12.000 bài viết. Ngày 12 tháng 7, FPT chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 90% cổ phần công ty Interlinet, một trong những công ty tư vấn công nghệ có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Mỹ. Ngay sau khi được công bố, thông tin này đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của FPT trong năm nay. Thành lập năm 1993, Interlinet là công ty tư vấn công nghệ hàng đầu tại khu vực Bắc Mỹ, có trụ sở chính tại Atlanta. Hiện Interlinet cung cấp các giải pháp giá trị và hiệu quả cho 200 khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng trong danh sách Fortune Global 500. Với việc sở hữu 90% cổ phần của Interlinet, FPT Software có thêm 150 chuyên gia tư vấn chuẩn quốc tế, mở rộng quy mô, tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn tại thị trường Mỹ, sẵn sàng cung cấp trọn gói các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số cho các công ty hàng đầu trên thế giới. Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 đã diễn ra trong các ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2018 tại khách sạn quốc tế Marriott với chủ đề tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, gồm diễn đàn cấp cao do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, lãnh đạo 40 đến 50 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia triển lãm, 15 diễn giả quốc tế tiêu biểu. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7, tại Hội nghị Thượng đỉnh về chuyển đổi số 2018 tại Singapore, FPT Asia Pacific đã mang đến được những thông tin nổi bật về năng lực chuyển đổi số của Epsop, tạo được ấn tượng tốt đẹp với các công ty trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị, anh Phạm Trung Nguyên, Giám đốc Công nghệ và Giải pháp chuyển đổi số của FPT châu Á-Thái Bình Dương đã có bài phát biểu trước 250 lãnh đạo và quản lý cấp cao của các công ty lớn tại khu vực. Anh chỉ ra xu hướng phát triển và chuyển đổi của các trung tâm thương mại số, qua đó giới thiệu FPT Digital Lifestyle Platform, nền tảng bao gồm các nhóm giải pháp giúp các trung tâm thương mại có thể vận hành dễ dàng. Các chương trình chăm sóc khách hàng được xây dựng trên các công nghệ mới như Blockchain, Deep Learning, IoT, Analytics. Chiều 13 tháng 7, anh Bùi Quang Ngọc và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã cùng khai trương chi nhánh của FPT tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí thân tình và trọng thị với sự tham gia của Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng gần 100 lãnh đạo cấp cao đại diện cho các tập đoàn kinh doanh tại Nhật Bản. Ngày 16 tháng 7, văn phòng Epsop tại Quy Nhơn đã chính thức khai trương và chào đón 50 thành viên đầu tiên. Văn phòng Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng để phát triển công nghệ AI cho Epsop trong những năm tới. Epsop chính thức công bố đầu tư và phát động chiến dịch Người người làm IP, nhà nhà làm IP từ ngày 15 tháng 6. Và sau một tháng triển khai, rất vui mừng chúng tôi đã nhận được 9 IP, trong đó có 8 IP ở mức ý tưởng và 1 IP đang được xét duyệt bởi Giám đốc Công nghệ Epsop. Ý tưởng đang được CTO Epsop đánh giá đó là giải pháp Loyalty Network, giúp chuyển đổi điểm thưởng thành quà tặng tiện lợi, ưu việt sử dụng công nghệ Blockchain and Smart Contract. Các ý tưởng hướng đến tăng năng suất hiệu quả hoạt động của các dự án thông qua các công cụ cải thiện chất lượng đào tạo lập trình viên, công cụ quản lý chất lượng thông minh, công cụ nhắc nhở công việc và deadline, công cụ hỗ trợ lập trình và kiểm thử nhanh vượt trội. Bạn có ý tưởng, hãy nhanh tay gửi tới Digital Innovation Hub ngay hôm nay để được hỗ trợ sớm nhất nhé! Chương trình Quick Show do Fresher Academy Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút được lượng lớn các bạn Fresher tham gia. Đây là chương trình rất hữu ích giúp cho các bạn Fresher cải thiện được kỹ năng mềm phục vụ cho công việc sau này. Từ ngày 21 tháng 6, cứ mỗi tuần một buổi trong 3 tháng tới, các Fresher và intern của Epsop Hồ Chí Minh lại có cơ hội được rèn luyện về các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc thông qua chương trình Quick Show do FA Hồ Chí Minh tổ chức.
Đây là khóa học ngoại khóa bắt buộc dành cho tất cả các FSOC Hồ Chí Minh đang được training tại FA và được đưa vào như một tiêu chí đánh giá và phần điểm cộng cho các bạn. Bên cạnh cái hard skill các bạn có thì phải rèn luyện thêm cái soft skill cho bản thân, bởi vì cái soft skill sẽ giúp các bạn đó là improve được cái khả năng giao tiếp, improve được cái khả năng present. Như vậy thì các bạn sẽ có cái career path tốt hơn trong tương lai. Theo đó, mỗi một chương trình sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng, tập trung vào việc rèn luyện 4 kỹ năng: thuyết trình, ngôn ngữ hình thể, quản lý thời gian, phỏng vấn, với 12 chủ đề tương ứng. Em thấy cái khóa học Presser này thì rất là bổ ích với em, bởi vì nó cung cấp cho em vừa đủ những cái kiến thức để em có thể đi làm sau này, và nó giúp em cải thiện được rất là nhiều cái kỹ năng của bản thân. Trước đó, vào tháng 1 năm 2018, Quiz Show khóa 1 mùa 1 lần đầu tiên được FA Hồ Chí Minh tổ chức. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2018, chương trình mới thực sự hoàn thiện và được đầu tư kỹ càng hơn từ đơn vị này. Quality XM 2018 là dịp để tất cả các FSOCer đang tham gia làm việc trong các dự án phần mềm có dịp củng cố lại kiến thức chất lượng. Ban tổ chức cho biết, bộ đề thi năm nay được cải tiến lại gần như toàn bộ so với năm trước, với trọng tâm vào các vấn đề chất lượng trong dự án chứ không giàn trải sang một số lĩnh vực khác. Một số FSOCer tham gia dự thi cũng đã đóng góp cho ban tổ chức nhiều ý kiến phản hồi về hình thức thi mới và những vấn đề vướng mắc gặp phải trong quá trình làm bài. Hy vọng rằng với các ý kiến phản hồi từ FSOCer, Quality XM 2018 sẽ được hoàn thiện và diễn ra thành công tại các khu vực khác. Chiều ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội, công đoàn FSOC đã phát tới tay các FSOCer có con năm nay bước vào lớp 1 những món quà đầu tiên. Và những món quà này cũng sẽ nhanh chóng được gửi tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để các bậc phụ huynh cùng chung vui. Tất cả các FSOCer có con bước vào độ tuổi đi học sẽ được nhận quà tặng từ công đoàn là chiếc cặp sách mới. Đã thành thông lệ, năm nào FSOC cũng dành tặng những thiên thần nhí món quà ý nghĩa, với hy vọng các bé sẽ luôn tự hào về công ty của cha mẹ. Sự ra đời của các câu lạc bộ thể dục thể thao đa dạng như bóng đá, bóng rổ, yoga, zumba tại khu vực FSOC thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho các FSOCer cả về mặt tinh thần và sức khỏe. Từ nhiều năm nay, rất nhiều câu lạc bộ đã được thành lập và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ban văn hóa đoàn thể F Hồ Chí Minh. F Hồ Chí Minh hiện nay đang có câu lạc bộ lớn và lâu năm như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bóng rổ. Ngoài việc tập luyện sinh hoạt hàng tuần, hai câu lạc bộ này còn tổ chức các giải đấu riêng và thi đấu thường xuyên. Không chỉ thế, khoảng một năm trở lại đây, ban văn hóa đoàn thể F Hồ Chí Minh cũng đã lần lượt cho ra đời câu lạc bộ nhảy Chip Chip, câu lạc bộ yoga và câu lạc bộ zumba. Trong đó, hai câu lạc bộ yoga và zumba duy trì hoạt động liên tục 3 buổi một tuần. Việc tham gia các câu lạc bộ đã đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho chính các nhân viên của F Hồ Chí Minh. Cảm thấy cơ thể của mình khỏe khoắn hơn, với lại tham gia câu lạc bộ này vui lắm, có mọi người, cảm thấy đỡ stress công việc hơn nữa. Hồi xưa chị hay bị tiêm mũi dị ứng á, thời tiết thay đổi thì chị hay hắt xì sổ mũi, thì từ ngày chị tập thì chị cảm thấy cái đường hô hấp của mình nó khỏe hẳn luôn. Để giúp cho đời sống của các FHCMer thêm phong phú và sôi động hơn, ban văn hóa đoàn thể cũng khuyến khích các FHCMer hoàn toàn có thể tự thành lập các câu lạc bộ. Khi mà các bạn có một cái nhóm sẵn và các bạn muốn raise, mở rộng lên cho phạm vi ở từng bu của bạn, chứ ở phần su của bạn, và sau đó chúng ta sẽ mở rộng ra từng ở phần cho toàn bộ thể thao. Chúng ta đi từ nhỏ đến lớn, thậm chí là cả một phần, trong một phần su hay là trong một bu, chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động ở trong đó, chứ không nhất thiết là phải mở một câu lạc bộ dành cho tất cả những con người ở trong thể thao. Thành lập câu lạc bộ tập hợp những người có cùng chung sở thích mong muốn không hề khó, mà việc duy trì và phát triển câu lạc bộ mới là một câu chuyện dài, đòi hỏi một đội ngũ ban điều hành nhiệt huyết và xông pha. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của các đơn vị như ban văn hóa đoàn thể, ban truyền thông. Về mặt ban văn hóa đoàn thể có cái sự hỗ trợ đầu tiên, đó là tư vấn để làm sao mà chúng ta có nhanh chóng có một cái câu lạc bộ đi vào hoạt động một cách nhanh nhất, và về mặt gọi là kinh phí hoạt động thì cũng sẽ được hỗ trợ một phần nào để chúng ta duy trì. Đời sống FTHO sẽ màu sắc hơn, sôi động hơn nếu như các FHCMer có những cộng đồng riêng cùng giao lưu, chia sẻ về một sở thích nào đó. Còn chần chờ gì không tô điểm cuộc sống công sở của mình thêm màu sắc và tươi mới hơn bằng chính việc tham gia vào một câu lạc bộ nào đó bạn yêu thích. Sau 2 tháng phát động cuộc thi Vết Sử Ký FPT 30 năm,
các Adsorpter toàn cầu đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 12.000 bài viết được submit trên hệ thống Wiki FPT. Để có được kết quả này, Adsorp đã truyền tải thông tin hướng dẫn chi tiết tới từng đơn vị. Bên cạnh đó, các cuộc thi bên lề mang tên Nâng bi đồng đội, Adsorp trong tôi là và bốc thăm may mắn đã được tổ chức hàng tuần với nhiều giải thưởng hấp dẫn trị giá hơn 100 triệu đồng để khuyến khích các Adsorpter sáng tạo những bài viết chất lượng, nhiều cảm xúc cho sử ký. Vậy là một tuần làm việc mới đã trôi qua với thật nhiều những thông tin và sự kiện nổi bật. Xin cảm ơn tất cả các Adsorpter đã dành tình cảm và sự quan tâm cho bản tin Adsorp in the News số đầu tiên. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về cucumber@adsorp.com.vn. Thùy Chi xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các Adsorpter.